Hiện tại thì Hiệp đang đứng ở con đường Ngô Đức Tốn. Cái vị trí Hiệp đang đứng là nơi giao nhau giữa phong nẫm của thành phố Phan Thiết và phía bên kia là huyện Hàm Thuận Bắc. Để Hiệp chia sẻ anh chị một cái mảnh đất hôm nay rất là đẹp ha. Rồi, đầu tiên Hiệp chia sẻ xung quanh chút để anh chị hình dung được là hiện tại cái đường mương này nè. Phía bên này là Phong Nẫm, phía bên kia là Hàm Liêm thuộc Hàm Thuận Bắc. Nhưng mà sắp tới thì nó sẽ mở rộng Phan Thiết theo cái hướng này, mở rộng lên nữa, cho nên là phía bên kia sắp tới cũng sẽ về trong thành phố Phan Thiết luôn. Còn từ đây nè, anh chị đi về ngược lại đến Lotte Mart đâu đó khoảng hơn 5 km thôi. Và hoàn toàn là đi đường nhựa ha. Còn anh chị đi ra phía sau lưng Hiệp, đi tiếp tục lên thì đến Ủy ban Nhân dân xã Hàm Liêm đâu đó cũng có vài trăm mét thôi. Cho nên từ đây anh chị có thể đi ra biển, bởi vì Lotte nó gần biển anh chị. Đi ra biển cho khoảng 6 cây đi, nó rất là nhanh, rất là gọn. Và cái vị trí này là vị trí giáp ranh. Còn hôm nay Hiệp sẽ dẫn anh chị đi vào một cái mảnh đất mà từ đây đi vào đó thì hơn 100 mét thôi. Và mảnh đất hôm nay là đúng tròn 1.000 mét vuông luôn. Xào á anh chị, một xào miền Nam á. Và hiện tại đang là đất cây trồng mà nó vuông vắn, mặt tiền nó đến 23 mét, chiều dài hơn 50 một chút xíu, đạt hoàn toàn tỷ lệ vàng, rất đẹp. Và còn con đường Hiệp đi vào thì anh chị nhìn thấy là bối cảnh xung quanh đây khá là chill, khá là đẹp ha. Ở đây có một cái con mương nhỏ chảy ở đây, và đương nhiên cái hành lang này Hiệp thấy nó rất là rộng và chắc. Con đường thì rộng, hành lang thì chắc. Còn hạ tầng nè anh chị nhìn thấy nè, đây nè hạ tầng ở đây thì thấy điện đóm, người dân đang ở xung quanh. Ở đầu đường thì có một cái nhà, có thể gọi là một cái biệt thự cũng được, bởi vì đẹp, bên này view suối, trồng mấy cây chuối lưa thưa, có sân rộng đẹp ghê, rất đơn giản, rất đẹp. Cái chỗ này đất nó còn rẻ nha anh chị nha, thuộc ngay mép Phan Thiết vậy mà đất nó còn rất là rẻ, anh chị vào xem. Ở đây là cái khu này là khu người ta phân lô, người ta xây nhà, người ta bán nè. Ở trong kia có chó đang chào đón, hơi ồn, có thể nó hơi ồn anh chị thông cảm ha. Ở vùng ven mà hầu hết là mọi người hay nuôi chó, thậm chí nhà vườn thì cũng nuôi chó thôi anh chị. Phần này là cái phần đường vừa nhựa vừa bê tông anh chị, rộng lắm. Đây Hiệp đứng, Hiệp dừng lại ở đây cho anh nhìn thấy nè. Đó, nếu mà tính từ trong mép ra đây thì lọt thỏm vô giữa con đường, chắc con đường này phải ít nhất phải 8 mét trở lên đó ha, rộng hơn thang anh chị. Máy xe đi thoải mái luôn, còn vô trong nữa. Rồi ok, là sắp đến mảnh đất rồi. Chỗ này nó sẽ hết cái con đường nhựa như này. Ở trong này thì đường nó vẫn bự, nhưng mà cái lòng đường thì nó hẹp lại, nó hơi cây cỏ một chút xíu. Và đương nhiên ô tô vẫn vào được thoải mái là chắc chắn rồi. Còn ở đây cỏ nó lên, ở phía trong này bà con ít hơn. Và ở ngoài kia được tài trợ. Chia sẻ thêm một xíu là để cải thiện cái chất lượng và cái khả năng phục vụ của công ty đến anh chị, thì Hiệp đang training cho các bạn để các bạn có thể đi săn tìm, đi quay các cái lô đất cho anh chị xem hàng ngày. Có thể là mỗi ngày sẽ có nhiều sản phẩm để cập nhật cho anh chị xem nhiều hơn. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ phải theo một cái quy trình chuẩn của công ty. Chắc chắn tất cả các cái thông tin đưa về sẽ có cái bộ phận, và bản thân Hiệp cũng vậy, sẽ phải là người kiểm định lại các cái thông số này, kiểm định lại quá trình các bạn làm, chứ không phải là các bạn làm như thế nào cũng được. Đương nhiên đó là nhân viên thì sẽ phải theo cái quy trình chuẩn của Hiệp đưa ra. Đó là cũng chia sẻ cho anh chị, cho anh chị sẽ thấy là đâu đó sẽ có một số các bạn là đi quay, chứ không phải Hiệp xuất hiện như thế này lâu lắm á, anh chị sẽ không thấy là Hiệp xuất hiện và đi đến từng cái mảnh đất để chia sẻ cho anh chị, đúng không ạ? Đó là cái lý do để các bạn có cái cơ hội để thể hiện mình, có cơ hội để Hiệp và đội ngũ cộng sự phục vụ anh chị một cách nó tốt hơn, và có thể cập nhật được nhiều cái mảnh đất tốt cho anh chị. Bởi vì Hiệp có rất là nhiều nhân viên đi thị trường, nếu mà ngày nào Hiệp cũng đi quay thì thực sự mà nói là không có đủ thời gian anh chị. Và công việc của Hiệp không có phải là đi quay không, rất nhiều thứ khác nhau, cho anh chị hãy yên tâm. Thì nhân viên của Hiệp đi làm thì cũng sẽ phải chuẩn chỉ theo những cái tiêu chuẩn của Hiệp, cho nên các bạn sẽ đưa các cái thông tin cho anh chị một cách nó chính xác, chứ không được phép là đưa thông tin sai lệch để ảnh hưởng đến các anh chị. Và các thông tin đó anh chị vẫn có thể dùng nó làm cái tư liệu tham khảo cho bản thân mình một cách bình thường, không sao hết. Tuy nhiên thì vì các bạn không thể nào mà làm lâu năm như Hiệp và hiểu sâu như Hiệp, chứ các bạn đưa ra cái thông tin thì các bạn sẽ không phân tích được cái chiến lược nó chi tiết. Thì cái điều này Hiệp vẫn đang khắc phục và dạy các bạn dần, để các bạn có thể nắm bắt thị trường, phân tích một cách nó hoàn hảo hơn. Nhưng mà cái gì nó cũng cần có thời gian. Cho nên là đây là quá trình vừa show cho anh chị thấy là bối cảnh xung quanh nè. Có một số cái nhà họ xây khá là đẹp,
cũng chia sẻ luôn với anh chị là cái xu hướng cách thức làm việc của bên Hiệp nó như vậy, để anh chị có thể hiểu được là có cái sự thay đổi nào đều hướng đến khách hàng, đều hướng đến việc phục vụ các anh chị một cách nó tốt hơn. Ở trước đây vẫn còn cái đường mương nước, cho nên mọi người có thể lấy nước làm nông nghiệp rất thoải mái, và ở đây có những cái hàng tre, hàng dừa vừa mát vừa đẹp đó nha anh chị. Và Hiệp ở đây đang nghe tiếng chim ở đâu hót, không biết nhà nuôi hay là chim tự nhiên, hót rất là ok. Đúng rồi, ở chỗ này đẹp, mát lắm anh chị ơi. Chỗ này mát lắm, cái chỗ này cảm giác nó giống miền Tây nè. Rồi, sát bên đây là bắt đầu là móc giới của lô đất. Ở đây Hiệp thấy cái hàng gạch và các cái cột nha anh chị. Cái cột trồng như gì và có cái hàng bờ gạch này nè để phân định cái ranh giới. Còn ở đây thì phía sau lưng kia cái nhà lớn lớn ở phía sau á anh chị, không biết trong khung hình nhỏ thì anh chị có nhìn thấy không, cái đó là cái khu thực nghiệm của thành phố Phan Thiết đó, khu thực nghiệm ở nghiên cứu nông nghiệp rồi trồng các cái loại cây trồng, khu thực nghiệm bên đó anh chị rất là rộng. Từ đây qua đó cách chắc tầm cỡ 50m ha, cho 100m maximum. Rồi đây cái hàng đây anh chị, cột móc. Và sát bên thì hàng xóm cũng đang sửa sang lại nhà. Còn ở đây anh chị để ý là dây điện, dây cáp vẫn đi ở trên đầu. Ở trên đầu Hiệp rất là cao, một là không vướng, thoáng, nhưng mà có rất là nhiều dây điện để bà con có thể sinh hoạt. Hàng dừa, mương mát giống như kênh rạch ở miền Tây anh chị, thích chỗ này ghê đời. Thích lắm, đẹp. Và cái mặt tiền nó rộng, nó kéo qua bên này luôn nè anh chị. Đây nè, bà con đang để đồ đạc, vì bên kia đang sửa sang. Đến móc nè, đây là cái móc, đây có móc rõ ràng. Nói chung là ở đây mọi thứ rõ ràng, có cái hàng thẳng thớm ở phía sau anh chị. Còn bên trong kia thì thợ đang làm nhưng khá là ồn, Hiệp cũng không cần thiết phải vào, đứng đây đã nhìn thấy rất là rõ rồi. Còn nền đất thì cũng ok luôn, nền đất cũng phẳng phiu sạch đẹp luôn. Tóm lại là cái lô này Hiệp thấy nó là cực kỳ hiệu quả luôn. Ở chỗ này á, nó giáp ranh ra bên kia. Cái miếng này là hàm lim, còn cái miếng cách đây có 50m là phong nẫm. Cái chỗ này là bên này kênh vẫn là hàm lim nè, còn bên kia thì là vẫn là phong nẫm, ác vậy đó. Cho nên chỗ này là thôn ba hàm lim. Đây, anh chị có thể nhìn thấy là bối cảnh xung quanh. Đó, hai bên đều, xung quanh đều có nhà dân, nền đất thì phẳng phiu. Tóm lại thì good, đẹp. Đây nè anh chị, cái con đường ở đây nó đã bự rồi, bà con ở đây còn thụt vô chắc tầm cỡ 2,5m ha, 2,5m nữa. Cho nên là nếu mà ở đây mọi người mà làm đường ra hết thì cực kỳ bự. Bối cảnh xung quanh nè, đã chưa? Ở chỗ này mát mẻ ghê đời, có kênh nước nè, có hàng cây nè, yên bình nè, nói chung là đẹp. Rồi, giá bán của lô đất này là 2.450.000.000 nha anh chị. 2.450.000.000. À, mới nãy anh chị nhìn thấy cái cảnh ở đây rồi đúng không? Anh chị sẽ nhìn thấy nè. Đây rất là thơ mộng nè, đẹp nè. Mình đứng đó, quay một vòng. Đẹp, rộng rãi, sạch sẽ. Và bên này thì chắc tầm cỡ 10 mét ngang nè. Nhưng mà rất là đẹp. Cái chị bên kia 20 mấy mét ngang. Rồi, xây cái nhà vườn lên mà 1.000m2, 20 mấy mét ngang như này phải là gọi là số 1 luôn. Chỗ nào không thích xây nhà vườn hết anh chị ơi, nhưng mà làm sao mà ở cho nổi. Đây, nước chảy hiền hòa, bà con hàng xóm đây nè. Anh chị thấy, trời ơi, làm cái vườn trồng cái bưởi, cây dừa như này thôi chứ. Ôi, ở chỗ này đất tốt nè. Em quay vô cây bưởi á. Ôi, cây bưởi sai trái quá trời luôn. Coi nữa có chủ ở đây ông hỏi mua mấy trái. Nếu có, không được hái trộm nha. Cấm. Đây anh chị nè, đã chưa? Chuối nè, dừa nè. Ôi ơi, chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại cứ hở thấy chỗ đâu đi. Ôi chuối đã chưa? Đó anh chị thấy không? Vừa rồi Hiệp có chia sẻ cho anh chị một cái mô hình, và Hiệp lấy cái nhà vườn của Hiệp làm minh họa đó anh chị. Thực ra có một số anh chị đang lăn tăn vì giữa cái việc là mình xây một cái nhà vườn và mình đầu tư thì cái nào nó có lợi hơn. Chia sẻ lại một chút xíu để cho anh chị biết cái mô hình là, anh chị có nghĩ là xây một cái nhà vườn nó là tiêu sản thì anh chị nghĩ đúng rồi. Nhưng không phải tất cả các nhà vườn đều là tiêu sản nha anh chị. Có một số nhà vườn nó lại là tài sản cho anh chị. Nó vì sao? Vì nếu mình xây một cái nhà vườn lên mà mình chỉ có tiêu tốn tiền cho trong nhà vườn mà nó không sinh lợi cho mình thì đó là tiêu sản. Nhưng cũng ngược lại, nếu mình xây một cái nhà vườn lên, anh chị mua mảnh đất đó là 3 tỷ đi, anh chị xây cái nhà vườn 1 tỷ là 4 tỷ. Anh chị chơi cái nhà này trong vòng 3 năm đến 5 năm sau, anh chị chơi bời, nghỉ dưỡng, tiếp khách, nói chung là làm đủ mọi thứ, trồng cây, ăn trái, trồng rau sạch hàng ngày mình thưởng thức. Cái giá trị vô hình nó cực kỳ lớn, nhưng Hiệp bỏ qua giá trị đó luôn nha, không tính luôn. 3 đến 5 năm sau, cái nhà vườn anh chị mua 3 tỷ, anh chị có thể bán 6, 7 tỷ, thậm chí nhiều hơn rất nhiều.
khoảng thời gian vừa qua anh chị, trong vòng 5 năm thì thành phố Phan Thiết những cái mảnh đất như thế này nè, quanh hết cả Phan Thiết luôn chứ không chính xác cái chỗ nào luôn, thì cái tốc độ tăng giá của nó trong vòng 5 năm phải là ít nhất phải 3 lần. Còn anh chị mua bị sụp hầm, sụp hố, bị thuốc, bị này nọ cái kiểu gì, cái đó không biết, không bàn đặc biệt. Còn những cái mà mảnh đất mà anh chị mua bình thường như thế này nè, kiểu như vậy, không có cái nào tăng dưới 3 lần. Ví dụ mình mua 3 tỷ, anh chị bán được 9 tỷ nha anh chị, bán được 9 tỷ trong vòng 5 năm. Mình bỏ ra có 1 tỷ mình xây nhà, 5 năm sau mình cho không cái nhà mình không tính, thì anh chị thu được 9 tỷ, tổng số vốn bỏ ra 4 tỷ, anh chị vẫn có lời 5 tỷ. Thì làm gì một năm mình vốn mình nhiêu đó, mình vừa được chơi, vừa được nghỉ dưỡng, vừa được ăn rau sạch mà lời ra 5 tỷ trong vòng 5 năm anh chị? Không, không có, rất là khó. Vậy thì nếu mình biết cách lựa chọn, biết cách set up, biết phương pháp lựa tìm kiếm bất động sản, nói chung là biết cách, thì anh chị hoàn toàn có thể xây nhà vườn kết hợp đầu tư một cách rất ok, thì khẳng định điều đó anh chị. Và bản thân đương nhiên tất cả những gì Hiệp chia sẻ cho mọi người xung quanh, Hiệp đó là kinh nghiệm thực chiến hết, Hiệp trải qua hết, Hiệp đã làm hết thì Hiệp mới chia sẻ. Chứ còn nếu mà không có cái kinh nghiệm trong quá trình mình làm anh chị, mình làm mà mình không có kinh nghiệm, mình chưa từng trải, kiến thức thì chắc nhập ở đâu đó, thì rất khó để chia sẻ lại cho người khác, bởi vì cái đó là thứ mình tưởng tượng. Còn đây, tất cả những gì mà Hiệp chia sẻ lại cho các nhà đầu tư, cho chia sẻ lại cho học viên, chia sẻ cho nhân viên của mình cũng vậy anh chị, đều là quá trình thực tế Hiệp làm, đều là những cái thứ Hiệp đã chứng thực thì Hiệp mới chia sẻ ra ngoài. Cho nên anh chị có thể lấy đó làm tham chiếu để mình có thể theo phương pháp, nếu hợp thì làm, không hợp thì anh chị bỏ qua nha. Chứ đây là một cái góc nhìn của Hiệp thôi, quá trình trải nghiệm của Hiệp chứ không ai giống ai cả. Rồi ok, hôm nay tóm lại là Hiệp đang có một cái mảnh đất 1.000 m², vuông vắng, ngang của lô đất là hơn 20 m, bề sâu là hơn 50 m, rất là đẹp trong khu dân cư. Đây, cách đây hơn 100 m chị đã đi ra đi vô rồi, tất cả hình ảnh này là chân thật nhất, không chỉnh sửa, không cắt, không gì hết nha anh chị nha. Thì tuyệt đối không làm kiểu đó nha anh chị, làm một cách minh bạch rõ ràng chính xác cho các nhà đầu tư. Giá bán là 2.450.000.000, anh chị quan tâm thì liên lạc để Hiệp có thể hỗ trợ anh chị được nhiều hơn nhé. Cảm ơn anh chị đã xem, bye bye.